Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang theo dõi bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai, tăng tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 và 2 lên thành 3.753 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương, trong đó vốn ngân sách trung ương là 2.900 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương là 853 tỷ đồng. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan cân đối bố trí đủ vốn ngân sách trung ương để triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ tiếp nhận để quản lý khai thác đối với đường gom cầu vượt qua cao tốc đoạn nối từ đường Hồ Chí Minh đến nút giao IC9 và các công trình trên tuyến theo địa giới hành chính sau khi dự án hoàn thành. Thời gian qua, tỉnh Sơn La chú trọng phát triển sản phẩm du lịch theo hướng liên kết, hỗ trợ phát triển vùng nhóm liên kết phát triển 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, tạo sự tương hỗ trong vùng và khu vực, bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, phát triển sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, độc đáo, khác biệt và hấp dẫn. Tỉnh chủ trương khai thác tối đa hiệu quả tài nguyên du lịch như tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa gắn với lợi thế về cảnh quan, môi trường, văn hóa cộng đồng, văn hóa dân tộc, du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đã tổ chức khảo sát đánh giá thẩm định điều kiện công nhận 5 khu điểm du lịch đủ điều kiện theo luật du lịch, gồm khu du lịch rừng thông bản áng, điểm du lịch sinh thái thác giải yếm huyện Mộc Châu, điểm du lịch sinh thái pha đin top huyện Thuận Châu, điểm du lịch sinh thái rừng vàng thành phố Sơn La, điểm du lịch đền hang miếng huyện Vân Hồ. Đồng thời, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, quan tâm phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp, nông thôn, phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, Festival Cao Nguyên Trắng Bắc Hà mùa hè năm 2023 đã chính thức bắt đầu. Ngay trong ngày đầu tiên khởi động, không khí ngày hội đã rất tưng bừng với vòng loại giải đua ngựa truyền thống mở rộng, vó ngựa cao nguyên, cùng nhiều trải nghiệm hấp dẫn chờ đón du khách. Trên 100 nài ngựa cùng kỵ mã từ các xã thị trấn ở Bắc Hà và hai huyện Simacai và Bát Sát đã đến với giải đua vó ngựa cao nguyên. Công hiến cho khán giả những đường đua đẹp mắt, 32 nài ngựa đã xuất sắc vào vòng bán kết. thưa quý vị và các bạn có lẽ ấn tượng nhất trong ngày đầu tiên của festival cao nguyên trọc bắc hà hè 2023 đó là vòng loại giải đua ngựa truyền thống à, vâng với những nài ngựa là nữ với các đường đua rất là kịch tính và bên cạnh đó thì à, có những chú ngựa rất là bắt kham à, đã chạy ra khỏi đường đua và tạo một cái không khí cho các khán giả ở đây thêm phần thú vị và hấp dẫn nữa và với 104 nài ngựa ở vòng loại à, sẽ được lựa chọn 32 nài ngựa xuất sắc để vào vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 6 và sẽ tiếp tục lựa chọn những nài ngựa xuất sắc nhất để vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 11 tháng 6. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến Festival Cao Nguyên Trắng Bắc Hà thì hãy đến Bắc Hà để tận hưởng không khí mùa lễ hội thật sự sôi động và hấp dẫn. Em thì nói chung là vào bên trong rồi thì rất hồi hộp và chờ trận đấu tiếp theo. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới Bắc Hà, Việt Nam. Ở nước tôi thì trường đua chuyên nghiệp hơn, ở đây thì đơn giản nhưng lại rất thân thiện và gần gũi. Cũng trong ngày đầu tiên, các hoạt động của Festival Cao nguyên Trắng Bắc Hà cũng được diễn ra như trải nghiệm hái mận, tham quan trưng bày các sản phẩm nông sản của địa phương, thưởng thức ẩm thực, tổ chức lễ hội đường phố và lễ khai mạc vào buổi chiều và tối cùng ngày. Và mục tiêu của huyện Bắc Hà là hướng tới những cái sản phẩm mang cái thương hiệu gắn với nông nghiệp, gắn với văn hóa và lấy nông nghiệp và văn hóa là nền tảng để phát triển những cái sản phẩm riêng của Bắc Hà. Trải nghiệm tại các làng bản, chiêm ngưỡng thiên nhiên, tìm hiểu đời sống và văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Hà với hàng loạt những sự kiện hấp dẫn được tổ chức dịp này, Festival hứa hẹn sẽ là điểm nhấn của du lịch Bắc Hà tạo ấn tượng tốt với du khách gần xa khi đến với vùng đất cao nguyên trắng tới đây bản tin tây bắc chuyển động hôm nay xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt